30 phút trước buổi talk show đầu tiên của công ty. Tôi muốn nói theo góc nhìn của tôi ấy, thì nó có 5 yếu tố như này. Và tôi sẽ trình bày hết những cái đấy ra một cách rất thuyết phục và dẫn thêm khán giả như anh vừa nói. Ví dụ nhỉ? Rất vui là chào ngày mới, vui vẻ chút rồi. Cơ bản là tất cả chúng ta, các anh các chị đây cũng là những cái chuyên gia hàng đầu đấy nữa. Nhưng hôm nay xin phép cho bốn anh em chúng tôi trở thành chuyên gia ở trong cái chương trình này. Đúng, tức là vì dẫn chuyện đó chương trình có kiểu vui như vậy. Tương tác khán giả trong những gì trong sau là cái quan trọng nhất. Và kết quả khiến mọi người phải bất ngờ. Có cái câu đó là đỏ không mua thì xanh không bán. Vậy thì sẽ làm cái dự án như là một cái khu vực mà dưới nhà đầu tư rất là quan tâm và chú trọng. Để mà được sống ở trong cái thời gian đấy thì sự là anh em là ai cũng có được kinh nghiệm tiền và ai cũng có những môi giới bất động sản chuyên nghiệp thì kiếm được rất nhiều tiền từ cái dự án mình muốn gọi là ai đấy. Và vị trí thì khu vực phía đông là khu vực mà ăn được phát triển. Anh em có ý kiến gì không? Nội dung thì có lẽ là những anh chị em ở đây chuyên gia như Hot đã nói rồi là một chuyên gia hơn cả tất cả chúng ta đây thì họ có những cái kỳ rất là hay, nhưng mà các em cũng đã tự tin nói ra bổ sung những cái kỳ đó phải nói là cũng là ok để cho mọi người cùng dùng là cái nhất. Cái thứ hai nữa là cái buổi đầu tiên như này ấy, thì mọi người hình dung là mọi người vừa cười hay gì đấy, nó là cái chân thành mọi người thôi, nhưng mà tới đây thì tất cả chúng ta sẽ như này. Có bốn bạn này là talk show, các bạn thì giới thiệu về dự án, các bạn thì làm những việc khác. Thế thì đây là những người tiên phong cho chúng ta. Và mọi người hình dung rằng là sau đây ấy, thì cơ bản ấy, nếu mà thời buổi này mà chúng ta không làm những cái chương trình như này và chúng ta không đi lên chuyên nghiệp như này ấy, thì nó rất là khó.